Chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn, đây là một cái động cơ. Đây là động cơ 3 pha. Nhìn nó rất là nhỏ gọn. Và mình sẽ đo kích thước của nó. Đây. 28. Hơi trục của nó là 3 mm. Toàn bộ kích thước chiều dài chiều rộng của nó khoảng tầm 44, tức là 5 phân. Ở đây nó có 3 cái dây, là động cơ 3 pha. Các bạn phân biệt màu dây này. Ok, bây giờ mình sẽ làm một cái ứng dụng nho nhỏ về cái động cơ 3 pha này. Ở đây mình đã gắn cái động cơ này vào cái một cái động cơ khác, đang sử dụng động cơ DC. Và bây giờ mình sẽ làm một cái thí nghiệm nho nhỏ khi mà sử dụng cái động cơ DC để quay cái động cơ 3 pha này thì nó sẽ như thế này. Chà. Ở đây mình sẽ lắp thêm một cái bóng đèn. Bóng đèn này là bóng đèn 40W và 220V. Ở đây bạn các bạn lưu ý là nó có 3 pha nhé, thì mình có thể sử dụng 2 pha 2 kênh. Đây mình sẽ chọn cái kênh này cho mình. Màu xanh là dây chung nhé. Dây chung. Đây thì mình đang dùng sử dụng cái đồng hồ đo vôn loại xoay chiều 500V. Thì đây là một kênh. Và đồng hồ thứ hai là kênh này. Ok. Ở đây thì mình dùng cái động cơ DC động, cái và cái nguồn này là nguồn đa năng, nó có thể lên đến 30V. Đây thì lát nữa mình sẽ điều chỉnh cái này, thay đổi điện áp từ từ để các bạn thấy cái sự thay đổi của cái động cơ 3 pha. Đây, ok, bây giờ mình sẽ cắm cái dắt nguồn cho động cơ, bật công tắc. Các bạn nhìn này, đấy nó sẽ là đây, điện áp bây giờ mình của động cơ mình sẽ thay đổi. Ok, ở đây điện áp xoay chiều đang là 23V, điện áp DC là 9V cho động cơ DC. Mình khi mình tăng lên khoảng tầm 15V thì điện áp xoay chiều ở đồng hồ đo vôn nó đang là 48V và bóng đèn là phải tín hiệu sáng. Ok, đây là cái điện áp DC mà các bạn thấy nó đang chạy là 15V. Bây giờ mình sẽ tăng lên điện áp DC khoảng tầm 30V để sử dụng. Thì đồng hồ đo vôn nó lên khoảng tầm 113V. Đây là động cơ 3 pha. Tốc độ động cơ quay càng nhanh thì điện áp ra càng cao. Đèn mắt sẽ được. Ok. Cảm ơn các bạn đã xem video.